Đinh Sửu, sinh năm 1997 theo tử vi, sẽ đón nhận một năm 2025 đầy đủ những thử thách và cơ hội. Năm này, anh sẽ đối mặt với những trở ngại và khó khăn trong sự nghiệp, đòi hỏi anh phải nỗ lực và chịu khó để vượt qua chúng. Tuy nhiên, những nỗ lực này cũng sẽ được đền đáp bằng những cơ hội lớn, giúp anh tiến bộ và phát triển. Về mặt tình cảm, tử vi Đinh Sửu 1997 sẽ gặp phải một số khó khăn trong mối quan hệ. Tuy nhiên, những thử thách này cũng sẽ giúp anh nhận ra giá trị của tình yêu và trưởng thành hơn trong quan hệ tình cảm. Anh sẽ học được cách đối nhân xử thế và chủ động hơn trong tình yêu. Đối với sức khỏe, tử vi đinh sửu 1997 cần đặc biệt chú ý và quan tâm đến sức khỏe của mình trong năm 2025. Anh cần duy trì một lối sống lành mạnh. Ăn uống đủ dinh dưỡng và tập thể dục đều đặn để tăng cường sức khỏe và đối phó với stress trong công việc và cuộc sống. Năm 2025 cũng là thời điểm để Tử Vi Đinh Sửu 1997 cân nhắc và đưa ra những quyết định quan trọng về tương lai của mình. Anh cần xác định mục tiêu và kế hoạch cho sự nghiệp và cuộc sống để chuẩn bị cho tương lai. Việc học tập và đào tạo mới sẽ giúp anh nâng cao trình độ và tăng cường cơ hội thành công trong tương lai. Năm 2025 không chỉ là thời điểm để Tử Vi Đinh Sửu 1997 định hướng và kế hoạch cho bản thân, mà còn là thời điểm để anh rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm. Những kỹ năng này bao gồm sự tự tin, khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và quản lý thời gian sẽ giúp anh phát triển và tiến bộ trong sự nghiệp. Trong tử vi, Đinh Sửu được xem là một trong những người có tài năng và tham vọng, sẵn sàng đối mặt với những thử thách để đạt được mục tiêu của mình. Trong năm 2025, anh sẽ cần phải tận dụng những tài năng và tham vọng đó để đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Năm 2025 cũng là thời điểm để tử vi đinh sửu 1997 mở rộng mối quan hệ và kết nối. Anh nên tìm cách tham gia các hoạt động xã hội, tham gia các nhóm sở thích và gặp gỡ những người mới để mở rộng mạng lưới quen biết và tạo ra những cơ hội mới. Cuối cùng, năm 2025 sẽ là một năm đầy hứa hẹn đối với tử vi đinh sửu 1997. Với những nỗ lực và sự cố gắng không ngừng, anh có thể đạt được thành công lớn trong sự nghiệp và cuộc sống. Năm 2025 cũng là thời điểm để anh đón nhận những trải nghiệm mới và phát triển bản thân.